Đấy, nãy vừa rồi một cháu cháu cùng với lại chú Lực, cháu với lại anh Lực với lại ông cũng đã đến nơi rồi. Bây giờ thì chú Lực bây giờ anh Lực với ông thì đang ở trong bệnh viện bên kia. Trong bệnh viện mấy chú trong bệnh viện không cho quay. Với lại đây cũng là lần đầu con vừa mới tới, đây cũng hơi lạ với con. Bây giờ chắc là chú Lực với ông đang thám. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực cũng đã đưa ông là sang bên đến Lào Cai để khám rồi các bác ạ. Đấy, buổi sáng nay thì là dậy từ rất là sớm để đưa ông qua bên này sớm, qua bên này để mà khám sớm và còn về kịp nữa các bác ạ. Sáng nay thì cháu Lực khi mà cháu Lực đi vào viện ấy, thì là không có được phép ghi hình, cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Kết quả thì hiện tại thì cháu Lực cũng đã có ở trên tay rồi các bác ạ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, có lẽ là bây giờ cháu Lực đang ghi hình một cái khung giờ rất là sớm rồi các bác ạ. Hiện tại thì bây giờ là 4 giờ thôi, 4 giờ đấy. Và ở đây thì nếu mà các bác có theo dõi được những cái video trước thì có cháu Lực có đăng tải lên rằng là ông bị một cái căn bệnh rất là lâu rồi các bác ạ. Cũng do là ở nhà thì không có cái kinh phí để mà đi thăm khám, và thì cái khoản đưa ông đi thăm khám này các bác này thì cũng được là bà bé là bà ấy hỗ trợ cháu Lực là để đưa ông đi sang bên Lào Cai để mà khám các bác nhé. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi đón ông và lên trên trọ cháu Lực thì đợi một tí nữa. Đợi xe lên đón cô bác ạ. Ở đây thì đi, hôm nay đi thì có cả em Quân đi nữa. Là với lại cái quãng đường xa nữa, cháu Lực không có di chuyển được xe máy, cho nên là cháu Lực thuê xe đi từ đây đến Lào Cai luôn cô bác, và từ Lào Cai quay về. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống và gọi em Quân với lại cùng ông ấy, coi gọi là đi xuống để mà đón ông nữa cô bác. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã dặn ông trước để ông chuẩn bị rồi. Sau khi mà cháu Lực ghi hình rằng là ông bị kiểu bị khó thở ấy các bác, thì không biết là hiện tại là đang bị lao hay là tầm bị do là bị cái đường hô hấp của ông nữa, thì cũng không biết là bệnh gì ấy. Thì cũng được là bà bé là bà có hỗ trợ là cháu Lực về cái khoản kinh phí này để mà đưa ông đi khám ấy các bác. Cùng đường đi xuống nhà em Quân thì hầu như là cháu Lực cũng ghi hình khá là nhiều lần rồi các bác. Tuy nhiên thì là lần này là cháu Lực ghi hình là sớm nhất và đi buổi đêm như này. Đường chỗ cháu Lực đang đi này các bác này, chỗ này ấy, là bà con ở trước kia có một nhà là vẫn đi xe máy được xuống, nhưng mà tuy nhiên là cái chỗ mà xuống rất là dốc. Nhà em Quân thì cũng lấy được xe máy đã đến tận nhà của bác này. Nhưng mà tuy nhiên là chỉ có đi được một người thôi, còn đi hai người thì đi rất là khó. Hôm qua cháu Lực dặn ông thì chắc là giờ này thì ông với lại em Quân thì cũng dạy hết rồi. Có lẽ là hôm nay là sẽ phải đi mất tầm độ một ngày đấy các bác ạ. Bây giờ thì dậy sớm là ra đến bên phòng khám thì chắc là độ tầm là 8 đến 9 giờ thì mới đến nơi. Sau một cái thời gian di chuyển thì là cũng gần đến nhà của em Quân rồi cô bác ạ.
cháu được nhìn thấy là ở dưới cái chỗ lán mà ông đang ngủ đấy các bác, là thấy bóng đèn là sáng rồi đấy. Thế còn là chắc là đến lúc mà đi vào trong đến bệnh viện để khám đúng không á, thì đến lúc đấy thì chắc là không có ghi được hình. Vào trong viện thì chắc là cháu được nghĩ rằng là sợ rằng là người ta sẽ không có cho quay phim chụp ảnh là nhiều đúng không á, những chỗ nơi mà người ta làm việc ấy. Nhìn thấy là ông là không dậy đấy. Tân đã cúng rồi. Cái ông này bây giờ mới rửa mặt này các bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã bảo em Quân thì em Quân cũng chuẩn bị cỏ cho bò mọi cái rồi. Hôm nay thì chắc là phải đi có tầm độ là một ngày đấy các bác. Tại vì sao ông ngủ ở chỗ này các bác này? Thì là chỗ này là ông với lại em Quân là mượn lại chỗ lán của nhà chú để mà để cháu bò ấy. Thế thành ra là ông là phải ngủ trên này để mà xem. Như buổi sáng sớm này thì ông là phải uống nước chè đấy các bác ạ, là mới cảm thấy nó mới tan bờm ấy, xem tan cái bờm này. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua viên sủi xuống cho ông để mà ông thứ nhất là để có thêm vitamin C các bác ạ. Viên sủi này thì nó sẽ gồm là cả vitamin C nữa. Nói đây cũng chỉ chưa tuần nào. Cũng cài quá thức rồi bê. Thôi ăn chứ được tuần nhá. Ừ chứ. Ông thì không có cài quá thức gì của bác ạ. Cứ đến giờ tầm gà cái như này là ông là dậy tối hôm qua thì cháu Lực cũng đã dặn ông là giờ để mà cháu Lực xuống đó nhá. Mới ông cái đây mà có chuyện nhà lấy nó bảo là xì khọt. Khọt ở đâu ní à? Thế là nếu mà bổ sung vitamin C này vào này các bác này thì nó sẽ tan bờm, tan cái đờm ở trong cái cổ họng của anh đi, của ông đi ấy. Buổi sáng này thấy ông nhìn ông thì cảm giác như là rất là khó thở các bác ạ. Bây giờ thì đợi em Quân rửa mặt xong thì sẽ di chuyển lên trên chỗ trọ đó Lực xong là đợi xe thì sẽ đi luôn cô bác ạ. Cũng ra đấy mới cùng bạn em. Bạn em đấy mới. Ông thì đã dạy là đơn được là một cái siêu nước rồi đấy. Thế rồi cái thịt cốt nắm mà người nhỏ nó chút bây đấy. Chờ lúc chút bây đấy. Thế chờ đi bắn tay đấy. Bắn thịt chờ dài có khá khen. Khá xín ảm này. Sáng sớm mà ông cùng uống nước với cô bác. Đi đâu cũng đi thì rất là khó thở và như kiểu là có cái gì ở trong cổ họng á. Quân thì cũng đã dậy và ra đến đây rồi các bác. Quân thì rửa mặt xong chưa? Hả? Giờ đi rửa. Rửa mặt đi. Đây rửa mặt xong là đi thôi.
xe máy của Quân thì là để ở trong nhà thì một tí nữa Quân sẽ đi xe máy đi vào đường kia các bác ạ. Còn là cháu được với lại ông thì sẽ đi về đường cũ. Phải đắp phay được mấy cú nè. Kì cái đắp đi rồi đấy. Mày cũng đắp phay đấy, cũng đắp phay rồi. Ông cùng anh đi đường này, em đi đường kia đi nhá. Xong rồi quay ra, xong rồi lên trên này đón nhá. Cái cảm giác như là nghe cái cách của ông thở thì hòt hao hẹt các bác ạ. Chẳng đâu biết nó thử trở rãi cũng không chẳng bố khẩn khẩu thuật đâu thì trở rãi à. Em mong rằng là đi sang bên kia để khám biết cái căn bệnh của ông, xong là mình về thì mua thuốc để mà điều trị ở nhà. Cảm giác như là thấy ông đi một đoạn thôi là ở gần ông là nghe thấy tiếng khò khè khò khè rất là lớn các bác. Một cái căn bệnh mà giấu em Quân rất là lâu, độ tầm là được 3 năm rồi. Ô, phải về đây. Phải về đây cũng. Chỉ cắt rồi cũng nha. Chỉ cắt rồi còn một cũng nha. Chỉ lên này cũng. Ông này khó thở quá là đi không có được rồi cô bác. Bây giờ là ở gần là còn nghe thấy tiếng luôn, các bác không biết là chuẩn được cả để mic như này thì các bác có nghe thấy cái tiếng thở của ông không? Vâng, sôi chưa? Nó có ba bên này luôn rồi. Hốc sáu cái sổ có phải bên này. Là cũng là ba khảm ạ, thấy cũng cái xì cá chút còn. Xì cá rồi phải có phải. Như kiểu như Quân thì chắc là cũng chưa biết được các bác, thành ra là cũng không có dám, cũng không có hỏi ông. Ôi sẵn cơ. Thật xịt quá ha. Thời gian. Phải bạn này phải lau cai về đi. Phải lau cai. Giàn cút trả xa giả hắn đi thôi. Thôi thôi bị xịn. Bạn này phải lau cái bài khám nhắn đi gần bệnh bệnh của ta chứ thủy giá. Cái đấy cũng có một ngắn đấy chứ bệnh cả răng là mới nổ. Một ngắn nổ. Khó thở được chứ. Bạn các loại bệnh đi. Cứ rút rồi đôi từ phút vừa cho bệnh bệnh tập nhưng đi 100 đến nổ nhá. Ừ. Ồ, cùng với chiếm bệnh này tầm 8 tí mới cùng đấy. Vì bị bán mất chứ mày. Có biển chứ hả? Phân biển nè, đi. Từ độ là 1 năm trở lại đây là ông là bị nặng hơn rồi cô bác ạ. Mấy năm trước thì là còn gọi là đỡ hơn. Tức còn cứ lúc bác lại sẽ đủ lên. Vì gì cũng thiếu chín thì cũng bị bẹt là mặc pháo với ngủ mà. Thế là không biết ngủ lên nát lại sao có hóa là cũng ôi xin là xôi về lo lý tin có mấy tầng lý nó chỉ cho tầng nó sai chỉ ti tê y quỷ nấm pê về nó phải nào chứ mẹ theo như ông có kể lý có thật bị đau hốc thôi ông mà chứng thay đủ có chà theo như là ông có kể với cháu Lực rằng là thời xưa đấy cô bác là do là không có đủ ăn đấy cho nên là ông đi làm thuê
rất là nhiều nơi là đi vác đá này, xong rồi đến tuổi già này rồi thì có thể là hồi nhỏ ông hồi còn trẻ ông quá sức thành ra là bây giờ đến già rồi thì bị ảnh hưởng. Bây giờ thì từ đây lên trên thì chắc là ông phải nghỉ ngơi tầm độ tầm 3 lần nữa thì mới lên đến chỗ cho được cả để xe được. Có lẽ là lên trên này thì lại nghỉ ngơi thêm một lần nữa. Tại ý này chỉ cán xuống mà cũng hết phải hết thì trở ra á. Cứ đi được một đoạn là ông khó thở rồi bác, lên dốc này gì. cũng phải bùa chín hút cơ mà nè chứ nó ổn. Ô có được lập anh hộp nâng lắng đi thì hộp gần cũng hộp hết khẩn kéo tốt nữa đây chứ. Khả năng lên lắm cha ta hút khởi của chỗ dài à. Cảm giác như là ông là bây giờ là thở cả vào bằng miệng cái cô bác á. Tại vì là cái đường hô hấp của mũi này là thở không kịp. Các loại giá đi cú có học xếp chỉnh lại rồi lên thôi bị xịt thôi lại cái cú mới đấy nhưng cái mới cú còn cái nấu mèo mà súng nheo nheo mà thôi mì mua ba lẳng của ông bị hơn mức bắt chỉ cũng thủng chỉnh thôi xíu nữa tôi đẩy. Giác như là hôm nay dậy sớm quá, không khí nó thời tiết nó thay đổi, sắp bị ốm nhau. Cái đấy giờ gác xì hơi liên tục rồi. Cũng sao mấy thằng lóc cai mà cũng bố mình thằng đó bố chúc phải càng đấu đấu chúc phải phải cho. Có lẽ là lần này là ông lần đầu tiên mà được đi xa nhất của bác ạ. Thời xưa của ông thì cũng chỉ đến độ tầm là dưới huyện là quay đầu thôi. Bây giờ thì gần đến trên cái đường lớn rồi các bác ạ. Cháu Lực xé cục ông giả ra trọ của cháu Lực rồi là đợi xe. Là anh em chúng con sẽ bắt đầu là xuất phát từ trên chỗ của cháu Lực đến anh em sẽ bắt đầu là di chuyển từ chỗ của cháu Lực đang ở là đến Hà Giang chắc là độ tầm là 3 tiếng thì mới đến
Hà Nội được. Hay bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến cái đường được là để xe máy thôi các bác ạ. Đoạn này thì rất là dốc này. Hay từ dưới kia lên thì cùng ông là vừa nghỉ ngơi và vừa lên thì mất đâu đó độ tầm là hơn 40 phút thì mới lên đến nơi. Cùng còn là xì can được không vậy? Buổi sáng sớm thì ông ho rất là nhiều như vậy. Một cái căn bệnh mà khi về già như này thì là cực kỳ mà đáng cực kỳ mà thương cho ông. Đấy, Quân thì cũng từ bên kia là lấy xe máy qua đây rồi. Xe máy Quân để đi hơi vòng một chút của bác ạ. Tầm giờ này đi là có chó không? Không có đâu. Không có đâu à? Ừ. Cháu Quân chào các ông các bà. Đấy, hôm nay thì hôm qua anh cũng nói với Quân rồi, hôm nay là sẽ đưa ông đi khám. Dạ. Đi rất là xa đấy. Dạ. Đợi ông nghỉ ngơi thêm một chút nữa các bác. Buổi sáng sớm là cứ phải khạc bờm ra đã rồi thì mới dễ chịu được. Cần tắt được lòng một cân là cũng tắt được lòng hả? Một cân, một cân ra. Anh không này thì chắc là từ bây giờ, từ lúc mà đợi xe thì cho lúc xe dừng ghi hình lại đó các bác, để một tí nữa đợi xe về thì khi mà quãng đường di chuyển thì cho lúc xe ghi hình sau các bác. Đây ở trên xá thì chưa có ai là nấu là có quán nào bán sáng sớm các bác, thành ra là một tí nữa di chuyển thì là đến huyện rồi thì mới dừng ở lại và mà ăn. Hôm nay thì ông có cầm theo cả căn cước đi không? Có à? Ừ. Như hôm qua em bảo là cái thẻ bảo hiểm ông là bị mất rồi à? Rồi. Lúc mà mấy chú công an bảo là làm căn cước thì không cần nữa. À, và làm căn cước là không cần nữa đúng không? Rồi. À, rồi đâu không cần căn cước hả? À. Và nếu mà tí mà dân kia mà người ta yêu cầu là lấy cái thẻ bảo hiểm mà không có thì là mình sẽ phải khám là nó sẽ mất nhiều tiền hơn. Rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ đưa ông là đi vào bên Lào Cai để mà khám xem là cái bệnh của ông hiện tại là đang đến giai đoạn nào rồi và cần những cái phương thuốc gì để mà chữa cho ông. Có thể là khi mà ông lên cơn đúng không bác, lên cơn khó thở đấy thì còn có thuốc để mà dùng. Đấy, còn như hôm nay đi thì cháu Lực cũng xin được nói lại thêm một lần nữa các bác nhé, là được bà bé là bà ấy sẽ là người hỗ trợ mà ông đi khám. Vâng. Hôm nay thì là có cả Quân đi cùng thì sợ rằng là ra bên kia là người ta yêu cầu là có thể là con cháu của bác, cho nên là cho Lực cho em Quân là đi cùng luôn. Hôm qua thì đã bảo đi qua cho Lực bảo là đưa ông đi khám ấy, thì là cũng bảo Quân là lấy cỏ để nhà dự trữ cũng đầy đủ rồi và chắc chắn là đến tầm độ chiều tối hôm nay thì mới về đến nhà đấy. Di chuyển ra bên kia thì chắc là độ tầm 3 đến 4 tiếng đấy. Di chuyển ra bên kia thì cũng một cái quãng đường cũng khá là xa đấy các bác ạ. Bây giờ đang ở trên chỗ trọ để Lực đợi là xe người ta lên đón đó, rồi thì cho Lực sẽ xuất phát đi thôi các bác nhá. Vậy thưa các bác, bây giờ thì trời. Vậy ông thì vừa đi là vừa có khạc bờm đúng không bác ạ? Vậy thưa các bác thì bây giờ thì trời cũng đã sáng hơn một chút rồi. Vừa rồi thì đợi anh lái xe hơi lâu. Và cô bác ạ, cái đợt này đi thì sẽ là được anh Quyền, là anh ấy lái xe của bác. Anh Quyền thì cũng đưa khá là nhiều những cái hoàn cảnh mà đi thăm khám rồi. Cho nên là anh ấy biết rằng là chỗ nào là phòng khám tốt nhất. Thì cháu Lực cũng có liên lạc với anh và được anh là hỗ trợ là cùng cháu Lực để mà đi. Đấy, có thể là anh bây giờ là anh ra đến kia rồi các bác ạ.
anh Quyền thì cũng có biết là đi, cũng có biết là lái xe rồi đấy các bác, cho nên là xe anh đừng 5 chỗ anh Quyền nhỉ? Xe anh đừng 5 chỗ mà nhỉ? Vâng. Thoải mái mà. Vâng. Đây, hôm nay thì rất là vui mừng được anh Quyền là hỗ trợ cháu Lực là đi cô bác ạ. Em để cái gậy ông đằng sau được không anh? Được. Đấy, chào anh nhé. Cháu chào các bác nhá. Đeo ra bên kia có phải đeo khẩu trang vào không anh nhỉ? Có. Không có. Người ta có test Covid gì đúng không anh? Chắc là không test rồi anh. Anh Quyền thì là cũng đưa rất là nhiều những hoàn cảnh đi thăm khám rồi cô bác ạ. Cho nên là được anh Quyền là hỗ trợ đi. Em để cái gậy đằng sau được không anh? Được. Cái gậy của ông á. Lắp cài vẫn. Ông có chắc ngồi bên này không? Đâu này. Xây xe vô cùng. Ông đeo khẩu trang thôi. Cái này làm thế đeo. Nô hai. Ông bị ốm à? Ông bị ốm rồi. Đeo khẩu trang mới không xe xe không nhá. Đấy, quân này đi vào đi, cho ông ngồi xuống luôn. Từ đây ra kia. Từ đây ra đấy là phải 4 tiếng em ạ. Bình thường có bằng với cô bác cho nên là hôm nay là thuê xe đi để mà cho anh Quyền là chỉ dẫn đường luôn. Sáng nay anh cũng dậy rất là sớm rồi nhỉ? Sáng nay là 3 giờ hơn anh dậy. Thế là anh em mình tí đến huyện mới ăn hay là đến tầm đi ăn sáng được anh nhỉ? Tí anh em mình ra đến Bắc Hà ăn. Vâng. Bình thường là từ huyện vào đây là bằng từ chỗ anh đi ra Bắc Hà đấy. Vâng. Nó phải xa bằng nhau đấy. Vâng. Đường này khó đi, nó toàn ổ gà ấy. Vâng. Nên là khó đi. Nhưng mà ông cụ thì là không có cái thẻ bảo hiểm đâu anh ạ. Tí chắc là khám bằng cái cách khác được không anh? Tí mình đi vào đấy khám theo dịch vụ thôi. Vâng. Không có thẻ. Vâng. Khám theo dịch vụ, nếu mà khám kiểu đấy, nếu mà nằm viện thì mất nhiều tiền đấy. Vâng. Mình chỉ có là mình vào đi khám xong là mua thuốc. Nếu mà bắt buộc phải nằm viện thì biết bệnh rồi mình có thể về huyện mình nằm cũng được. Vâng anh. Ông là bị ho có đờm đúng không? Vâng, ông bị ho có đờm anh ạ. Đấy. Khả năng khi ông kiểu như bị lao ấy. Vâng. Lao phổi ấy. Vâng. Nhưng mà thì mình em không biết trước được. Vâng, em có tìm hiểu nhưng mà nếu mà bị lao thì là cũng phải là nó hình như là nó biết lây hay sao anh nhỉ? Lây đấy. Nên là anh ấy đeo khẩu trang từ dưới kia lên với cả phải cho mọi người là đeo khẩu trang vào khi mà ngồi trong xe ấy. Vâng. Tại vì cái này là nó lây qua cái đường thở. Vâng. Qua cái không khí ấy. Vâng. Ví dụ như là mình vào viện nhá, vào viện là nó bị bệnh lao phải cách ly. Vâng. Cách ly thì không được vào trong đấy đâu. Vâng. Người nhà vào thăm là cách ly đấy. Vâng. Theo như anh Quyền là có chia sẻ thì chắc là một tí nữa đi ra đến kia là thăm khám xem là biết bệnh rồi và xem là cái tình trạng của bệnh là như thế nào rồi thì vào huyện để mà điều trị các bác mà mua thuốc ấy. Ông chắc không xây xe đâu nhỉ? Vâng, ông chắc không xây xe. Đường lên trên này khó đi quá em ạ, với cả xa quá. Vâng. Sáng nay anh tưởng là đi nó dễ với cả cũng gần ấy. Vâng. Thế anh nếu không anh dậy sớm hơn giờ này anh em mình đến huyện rồi. Vâng. Cũng phải nói là rất là cảm ơn tới anh Quyền cô bác ạ. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực vừa mới mở kênh thì cũng được anh Quyền là giúp đỡ rất là nhiều thì mới có các bác là đến các bác là biết đến cháu Lực đến bây giờ. Ôi anh em mình cùng nhau cố gắng thôi. Dạ, vâng. Cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn. Vâng. Đặc biệt như ông như này bây giờ đưa xuống kia khám thì chỉ hy vọng là biết được bệnh nhưng mà anh em mình vâng. Giúp được ông. Vâng.
nghe anh em mình mới ngồi một lúc nhưng mà nghe bắt đầu nghe thấy ông là ho đấy nhỉ. Anh ông là cứ bị kiểu buổi sáng sớm là vừa mới dậy là có đờm nhiều, nó bị khe luôn. Khe ở cổ á. Đấy, nghe thấy nghe thấy tiếng ho của ông như kiểu là rít thuốc lào ấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Nãy vừa rồi một cháu cháu cùng với lại chú Lực, cháu với lại anh Lực với lại ông cũng đã đến nơi rồi. Bây giờ thì chú Lực bây giờ anh Lực với ông thì đang ở trong bệnh viện bên kia. Trong bệnh viện mấy chú trong bệnh viện không cho quay. Với lại đây cũng là lần đầu con vừa mới tới, đây cũng hơi lạ với con. Bây giờ chắc là chú Lực với ông đang khám. Con sẽ thế là anh Lực cũng đi cũng chưa về đâu. Con cũng cảm ơn bà bé đã gửi tiền cho chú Lực, đã gửi tiền để cho anh Lực đưa ông đi khám. Bây giờ con cũng yên tâm, bây giờ con cũng đã yên tâm rồi. Ông với bà thì ở nhà với em, ở nhà xem con bò với lại con dê với lại con lợn đấy. Một lần nữa con chúc bà bé thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực cũng đã đưa ông là sang bên đến Lào Cai để khám rồi các bác ạ. Đấy, buổi sáng nay thì là dậy từ rất là sớm để đưa ông qua bên này sớm, qua bên này để mà khám sớm và còn về kịp nữa các bác ạ. Sáng nay thì cháu Lực khi mà cháu Lực đi vào viện ấy, thì là không có được phép ghi hình, cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Kết quả thì hiện tại thì cháu Lực cũng đã có ở trên tay rồi cô bác ạ. Vậy vào ra tỉnh khám thì rất là đông người, cho nên là để mà cái thời gian mà đợi chờ thì cũng rất là lâu cô bác. Đấy, bây giờ thì một tí nữa thì mấy anh em sẽ chuẩn bị là đi về. Bây giờ thì đang đợi anh Quyền là ra bên kia giải quyết thêm một chút công việc nữa thì sẽ ra đón là cháu với lại em Quân với lại cả thêm ông nữa cô bác. Cũng ngay lần này phải cái nhất là nó cũng đúng không? Ông thì nói rằng là cái đợt này là ông là đi xa nhất cô bác. Như Quân thì là có đợt nào đi xa như thế không? Em không ạ, đây không cũng ạ. Là lần đầu em đến Lào Cai. Đầu tiên đến Lào Cai à? Vâng ạ. Đấy, nhưng lần này đến là không, lần này qua bên Lào Cai là không phải là đi chơi cô bác ạ, mà là đưa ông đi khám. Trong cái thời gian vừa rồi thì cũng được là cháu Lực chia sẻ lên thì bà bé cũng biết
là ông hiện tại là đang gặp một cái căn bệnh thì không biết là chưa, hiện tại là chưa là biết là cái căn bệnh gì của bác. Thế nhưng mà hiện tại thì cháu Lực cũng đã biết kết quả rồi. Bây giờ thì trời cũng khá là nóng cho nên là chắc là ông cũng rất là mệt và em Quân cũng rất là mệt rồi. Ông thì còn là bị say xe nữa cô bác ạ. Phải nói là say xe thì rất là mệt. Vừa từ bên Hà Giang ra là vừa say xe đến đây luôn. Đấy, nhưng mà ông vẫn còn là cố gắng là đi khám để biết là mình đang mang là cái căn bệnh gì của bác. Thì có lẽ là cái thước phim này thì cho Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà bé rất là nhiều đã hỗ trợ cho Lực là đưa ông đi khám. Quân thì có lời nào muốn nhắn nhủ tới bà bé không? Có. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho anh Lực để anh Lực đưa ông đi khám. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Ông thì cũng có rất là nhiều điều là muốn gửi tới bà bé và tất cả khán giả trên kênh đã luôn luôn quan tâm tới ông. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là ông không có biết nói tiếng phổ thông cô bác ạ. Ông chỉ biết là nói tiếng Nùng thôi. Đấy. Còn bây giờ chắc là cháu Lực cũng xin được dừng ghi hình lại và chuẩn bị là đi về Hà Giang rồi cô bác ạ. Rồi anh Quyền ra đến đây rồi cô bác ạ. Quân dắt ông đi qua đường nhé. Tại vì đường trong thành phố thì rất là đông cô bác ạ. Nào rồi con ạ. Đấy, cháu ông ngồi ra. Ông phải nắng dìm tâm. Dìa, phải tất vào này, phải đây, tất vào này cùng ạ. Cháu ông ngồi gần cửa sổ một chút cô bác ạ, ông ấy nôn. Ông thì vừa uống thuốc say xe vào rồi, nhưng mà vẫn bị say xe nữa. Lấy thuốc về uống thôi anh ạ. À, cái là xét nghiệm như thế nào rồi? Xét nghiệm mà xong rồi anh ạ. Xét nghiệm xong không có vấn đề gì, nó quá cả. Không phải bị bệnh lao đâu đúng không? Không phải bị lao đâu anh ạ. Người ta cũng cho mua thuốc xong là về. Anh em chả nhớ đường về rồi đấy. Bây giờ là phải em Google Map anh. Lần không đầu, không phải lần đầu nhưng mà anh em mình lâu lâu xuống thành phố về chín lần. Hôm nay mà không có anh Quyền đưa cháu Lực với lại ông với lại em Quân đi nữa thì cũng không biết đường mà được lần mò nào vào đấy cô bác. Mặc dù thì thuê xe ra thì vẫn được thôi, nhưng mà người ta chỉ chở ra đến đây thôi, còn đi vào trong kia thì thủ tục như thế nào thì lại người ta không có chỉ. Tại vì anh Quyền là người đưa, là anh ấy đưa rất là nhiều những hoàn cảnh là ra đến đây rồi, cho nên là anh ấy biết là ở đây cái thủ tục nó làm mà như thế nào quá. Bây giờ thì là sẽ cùng anh Quyền là bắt đầu là lại trở về là Hà Giang thôi. Thôi về núi nha. Bị quê thôi. Mình quay lại anh bây giờ ấy. À, đi đường kia. Ông ơi, ông thích ở đây hay là đi về quê, về nhà mình không ơi? Giờ ông chỉ muốn về nhà thôi. Cho ông ở đây nhá. ông mà không biết nghe tiếng phổ thông anh ạ, nói ra đây, ông thì thôi. Có lẽ là bây giờ đi về thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác ạ. Và cùng anh Quyền là đưa ông về tới nhà đó.